Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh cùng Mr. Long Linh. Hôm nay ta tiếp tục giải các bài tập của Unit 12 và bây giờ là bài tập số 8. Trong bài tập số 8 này, mình đánh giá đây là một trong những bài tập tương đối khó với các bạn. Và trong cái Unit 12 này còn hai bài, bài 8 và bài 9 nữa, thì mỗi bài nó có cái độ khó như nhau. Và mình đã vừa dành một ít thời gian để mình giảng giải, mình đã tìm ra đáp án cho cái bài số 8 này cho các bạn. Và mình mong rằng mình sẽ cố gắng giảng giải hết khả năng của mình. Mình sẽ cố gắng hết sức mình để mình giảng cho các bạn hiểu, để các bạn có kiến thức. Rồi mình mong các bạn rất là thích video này và đăng ký kênh để nhận nhiều video bài học tiếp theo các bạn nhé. Nhớ chia sẻ kênh nữa. Rồi mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào giải bài này các bạn nhé. Trước khi chúng ta vào giải thì mình cũng nói thêm một xíu nữa. Thì đây là cái dạng đục lỗ nữa các bạn. Nó cũng giống như cái bài tập số 7 vừa rồi. Nhưng cái bài tập này nó khó hơn một tí nữa là nó có rất nhiều lỗ. Nó tới 15 cái chỗ mà chúng ta cần điền vào thế này các bạn. Và mỗi chỗ chúng ta điền nó đòi hỏi chúng ta phải hiểu thật sự cái nghĩa của câu đó. Thì khi đó chúng ta điền nó mới chính xác. Và phải nói đây là một bài tôi nhắc lại là nó rất là khó. Nó tương đối với trình độ chúng ta, cho nên mong rằng các bạn chịu khó lắng nghe, chịu khó theo dõi từ đầu đến cuối các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta vào câu đầu tiên này. Mình điền ra đây là tất cả những vị trí cần điền mình đã ghi hết rồi các bạn nhé. Đó, số 1, số 2 như thế nào đó. Bây giờ việc của mình là mình hướng dẫn cho các bạn hiểu vì sao mình chọn cái chỗ đó. Rồi, các bạn xem mình hướng dẫn các bạn này. Cái chỗ vị trí đầu tiên này, London là thủ đô của nước Anh và là Liên Hiệp Anh luôn. Các bạn để ý này, thủ đô của nước Anh thì trong 15 chữ còn lại ở trên này chỉ có chữ capital này, được chưa các bạn? Cho nên câu này ta chọn capital là chắc chắn các bạn nha. Đó, London là thủ đô của nước Anh và Liên Hiệp Anh. Nó là sao? Nó là khu vực đông dân nhất và rộng lớn nhất của nước Anh. Đây là câu tương đối khó dịch đối với các bạn. Nếu các bạn không có đủ kỹ năng dịch chỗ này thì các bạn không lần ra được. Đây là một danh từ, các bạn thấy chưa? Đó, nó là một khu vực này các bạn này. Nó là khu vực rồi. Khu vực gì? Đông dân. Đó, đông dân này. Đây, populous này các bạn nha. Đây, đông dân. Đó là khu vực đông dân nhất. Các bạn thấy so sánh nhất chưa? Và rộng lớn nhất. Tiếp tục là so sánh nhất này. Của Liên Hiệp Anh. Đó, các bạn thấy cấu trúc so sánh nhất rồi đúng không? Các bạn học rồi đúng không? Đó, đó, các bạn thấy cấu trúc so sánh nhất chưa? Như vậy là rõ ràng đây là một câu khó mà khi các bạn không dịch được á, thì các bạn sẽ khó mà chọn được cái vị trí số 2 này là gì. Và mình cố gắng mình giảng giải thế này, mong các bạn cố gắng chỗ nào không hiểu các bạn cứ hỏi lại mình thế nha. Rồi, nó là khu vực đông dân nhất và rộng lớn nhất của Liên Hiệp Anh và là vùng đô thị lớn nhất trong Liên minh châu Âu luôn. Đó các bạn thấy chưa, nguyên cả một câu này chúng ta đã dịch được rất là trọn vẹn. Và tiếp tục nó là một khu vực, một vùng đô thị rộng lớn nhất trong Liên Hiệp Châu Âu. Đó các bạn thấy chưa, rất dễ nha. Vân cái chỗ này là đối với mình thì tương đối dễ, nhưng mà một số bạn chỗ này là rất khó hình dung để mà điền mô cái chữ nào chỗ này, bởi vì mình không có dịch ra được cái câu đó, cho nên mình rất là khó điền vào. Ok, chỗ này là đông dân nhớ các bạn nha. Rồi, đây cái chữ đó là chữ này rồi đó. Ok chưa nha. Rồi tiếp tục này các bạn, London là thành phố toàn cầu hàng đầu thế giới đó. Thành phố toàn cầu hàng đầu có nghĩa là thành phố của rất nhiều dân tộc, nhiều nước trên thế giới, nhiều dân cư tới đây để người ta sinh sống, người ta làm ăn, người ta du lịch vân vân. Nó là thành phố toàn cầu hàng đầu và là một trong số đây, và là đây các bạn nhìn này nha, và là gì này nha, và là một trong số cái gì của thế giới này, một trong số những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Đó các bạn thấy chưa, đó mình dịch là mình phải dịch như vậy. Đó là một trong, và là một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Rồi, cái sự ảnh hưởng của London đến lượt câu này là rất là khó này các bạn này. Đây, một câu nó bắt đầu từ vị trí này này, tới vị trí này này các bạn này. Cái sự ảnh hưởng tác động của London về mặt chính trị, tài chính, giáo dục, giải trí, truyền thông, thời trang, nghệ thuật và văn hóa, nói chung nó đã đóng góp vào cái vị thế toàn cầu của nó. Các bạn hiểu được cái câu này đó, cái câu này rất khó dịch và rất khó hình dung nếu các bạn không đủ kiến thức,
không đủ là các bạn không thể điền cái chữ it này được, it này được các bạn nhé. Đó, cái sự ảnh hưởng, sự tác động của London trên các mặt chính trị, tài chính, văn hóa, v.v.v. nó đã góp phần nên một cái vị thế toàn cầu của nó. Của nó là London này. Ok, số 4 này, chọn it này các bạn này. Đây, đây các bạn nhìn đây, số 4 đâu? Đây các bạn, thấy chưa? Đó, như vậy là cái chỗ này rất khó, câu này rất là khó nếu các bạn không có hình dung được cái câu dịch. Đó, cho nên là các bạn cố gắng theo dõi từng đầu, từ đầu đến cuối và tập trung các bạn nha. Rồi, tiếp tục này. Nó là điểm đến, nó là London á, London này, nó là điểm đến du lịch quan trọng, nó là một điểm đến du lịch quan trọng cho cả người dân trong nước và khách nước ngoài. Đó, các bạn hình dung chưa? Cấu trúc both và and này, nhớ chưa? Đó, sau này mình gặp cấu trúc này mình sẽ giảng giải kỹ hơn cho các bạn và mình sẽ làm những video chuyên về ngữ pháp sau này cho các bạn nha. Cho khách du lịch nước ngoài này, được chưa? Vậy thì chỗ này là khách du lịch thôi, visitor thôi. Số 5 đây các bạn này, đây, số 5 đây. Ok, đó, rồi, tiếp tục các bạn nha. London, đây, London tổ chức là chủ nhà đó các bạn. London là tổ chức, là chủ nhà của Olympic mùa hè năm 48 và năm 1908. Năm 1908 và năm 1948. Và sẽ là nước chủ nhà của Olympic mùa hè năm 2012. Thực ra năm 2012 qua lâu rồi, cái này viết từ năm 2010, 11 hay sao các bạn. Đó, như vậy là chỗ này phải là một liên từ quà nữa các bạn nha. Đó, và sẽ tổ chức Olympic mùa hè 2012. Đó, vừa tổ chức xong đó, năm 2012 đó, 7 năm rồi các bạn. Rồi, London có 4 cái di sản thế giới, 4 di sản thế giới. Đầu tiên là cái tòa tháp London, rồi cái tượng cái múi giờ Greenwich đó, cái tháp Greenwich đó, rồi những ngôi vườn của thực vật hoàng gia Anh, rồi cung điện hoàng gia. Trong cung điện hoàng gia nó bao gồm cái di tích lịch sử, bao gồm di tích địa chỉ lịch sử là cung điện Westminster, Westminster Abbey và nhà thờ Margaret đó. Đó, các bạn hình dung được chưa? Như vậy là chỗ này ta đề là di tích lịch sử này, đó, di tích địa chỉ lịch sử này. Ok, tính từ này các bạn nha. Rồi, chỗ này là the. Ok. Rồi, nó có hết rồi nha, số 7, số 8 có hết rồi đó các bạn nha. Rồi, tiếp tục này các bạn nè. London là quê hương hoặc là nhà cũng được tùy bạn. Chỗ này phải là home. London là cái nhà của một số lượng lớn các trường đại học cao đẳng và các trường của nước Anh, các trường học á, trung học phổ thông, trung học cơ sở đó vân vân. Đó là một cái nơi rất là nhiều các trường ở Anh. Nó có, London có cái dân số học sinh á, có số lượng học sinh kể cả sinh viên luôn á các bạn, khoảng 378.000 học sinh sinh viên và là một trung tâm nghiên cứu và phát triển. Được chưa các bạn? Nhiều trường cấp 2 và cấp 1, trường secondary và primary nè. Là nhiều trường cấp 2 và cấp 1 ở London đó là theo cái hệ thống chung giáo dục trên toàn nước Anh, của các trường học trên toàn nước Anh. Với khoảng 125.000 sinh viên, trường Đại học London là một trường đại học lớn nhất ở Anh và ở châu Âu luôn. Đó, trường Đại học London đó. Đại học London này, nó bao gồm 20 trường cao đẳng, cũng như này, cấu trúc as well as này, bao gồm 20 trường cao đẳng cũng như là một vài viện nghiên cứu nhỏ, mà mỗi cái viện này nó đều có cái quyền tự do, cái quyền tự quyết rất là cao của nó. Đó, như vậy các bạn thấy chưa, 15 cái ô trống này thực ra nó rất là khó. Nếu chúng ta không hình dung được, chúng ta không biết được dịch ra cái đoạn văn đó, thì chúng ta sẽ điền nó rất là khó khăn. Và như vậy là mình cũng đã cố gắng điền cho các bạn, cố gắng hoàn thành cái bài làm này một cách cao nhất có thể, và mong các bạn hiểu nhiều hơn nữa. Và nếu chỗ nào không rõ thì cứ thử hỏi mình các bạn nhé. Và mong các bạn thích video này. Và các bạn nếu thích video này, mong các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta ngày càng có thêm nhiều video hay, và để các bạn có thêm nhiều bài học hay, và mình cũng có thêm nhiều niềm vui, nhiều động lực để làm video hay cho các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một buổi tối rất là vui, khỏe bên gia đình và người thân. Mà chào, thân ái chào các bạn. Và mong các bạn chờ đón video tiếp theo.
là bài tập số 9, cũng là bài tập cuối cùng của cái unit 12 này. Rồi, chào các bạn.